Xin chào tất cả các thành viên của Toy Station. Đã lâu lắm rồi chúng ta chưa Pokemon TCG nhỉ? Cho nên ngày hôm nay mình sẽ chiêu đãi các bạn một tập 36 pack Scarlet and Violet Paldea Evolved. Chắc chắn là sẽ không cần phải giới thiệu quá nhiều về cái series này rồi ha. Nhưng mà vẫn luôn luôn dành cho những bạn nào mà chưa biết hoặc là chỉ mới biết đến kênh Toy Station và chào lưu Pokemon TCG gần đây, thì đây là một chào lưu siêu tập thể Pokemon mang tính chất International, lần đầu tiên được giới thiệu với thị trường bởi công ty Pokemon cách đây hơn 25 năm rồi. Qua không biết bao nhiêu là thăng trầm, bao nhiêu series, thì cho tới ngày hôm nay 2023, cái trào lưu siêu tập thể Pokemon TCG này nó vẫn còn đang được tiếp tục và phát triển một cách mạnh mẽ. Nếu như các bạn muốn tìm hiểu lại về cơ bản thì có thể check out cái video này. Mình đã làm cách đây cũng phải 4 năm rồi, và cái video này một phiên bản update lại mới hơn về format thẻ của Pokemon tiếng Anh. Alright, và đó là góc cho beginner. Bây giờ, với những khách hàng thường xuyên, những viewer cứng của Toy Station, các bạn biết đã đến lúc phải làm cái gì rồi đó. Buff luck mạnh mẽ cho 36 pack này nha các bạn ơi. Let's go! Đầu tiên thì mình sẽ review sơ qua 4 cái artwork của cái series này. À không, hình như là chúng ta có nhiều hơn 4 cái artwork nha. Có đến 5 cái artwork, phải không? Để mình kiểm tra kỹ lại các bạn ơi. Yeah, đúng rồi, 5 cái artwork. Bình thường lúc trước thì chúng ta sẽ thường có là 4 cái artwork cho một cái box 36 booster packs. Nhưng mà lâu lâu thì sẽ có 5. Đầu tiên là thẻ tiến hóa cuối cùng của một em hệ nước starter Pokemon Gen 9, em Quaquavo, bé vịt điều ra đó. Tiếp theo, em mèo hệ cỏ starter của Gen 9 có cái tên khó đọc và líu lưỡi nhất. Mèo Scarada. Ok. Em cá sấu lửa Scaladurch. Và tiếp theo, hai trong bốn quái thú cổ đại, em báo tuyết nanh dày này là Chien Pao, bánh bao chiên, và em hưu này là Thinh Lu, đội nguyên cái lư ở trên đầu nè các bạn, hoặc là mình hay gọi là hu sừng lu đó. Ok, mở hàng luôn. Pack thứ nhất, first pack magic, let's go. Cái format của series lần này thì nó cũng sẽ giống như là cái base set của Scarlet and Violet, đó là chúng ta sẽ có một cái thẻ code ha. Mình sẽ give away 50-50 nha các bạn ơi. Mình give away 50, mình giữ lại 50. Được chưa? Đấy. Bạn nào có biết về cái game Pokemon TCG Live thì có thể redeem ha. Bạn nào không biết thì cũng không sao, đừng quan tâm. Một thẻ ra đằng trước, lá kế cuối ra cuối cùng luôn. Ok. Nó hơi rối nhưng mà yeah, đó là cái cách mà chúng ta sẽ tạo được một cái sự hồi hộp nhất có thể khi mà mở Scarlet and Violet nhé. Fighting. Free G-Bax, let's go, Tanamos, Setoro, này cũng dễ thương nè. Nakli, mới đầu khi mà lần đầu tiên mình gặp em này ở trong game á, mình tưởng em nó là một cái quả nấm. Mà sau khi coi kỹ và các bạn comment mới chỉ cho mình biết đó là em này, nó là một cái cục đá muối các bạn ạ. Cái tên của nó cũng là viết tắt của cái tên hóa học luôn đó, Natri Chlorua hay là cái gì đó. Rất là hay luôn. Mấy ông sáng tạo bên Pokemon đã đi tới bản tuần hoàn hóa học rồi. Trong tương lai mình nghĩ là sẽ còn nhiều em như vậy nữa. Rồi, còn đây là một lá trainer phiên bản bình thường thôi. Nhưng nếu mà mở ra được cái phiên bản này là alternate art hoặc là full art cũng được, các bạn đã mở ra được lá đỉnh cao nhất của cái series này nếu mà nói về cái giá trao đổi trên thị trường chợ nổi nha. Vâng, yếu tố waifu lại góp phần rất là mạnh mẽ trong cái series nữa rồi. Gym Leader Iono, đó là sau khi mà mình đã phát hiện ra cái chữ này không phải là chữ L mà là chữ Y, bắt đầu mình tưởng nó là Lono các bạn ạ. Alright. Now Stack, tiến hóa từ em Now Sclee, một chồng đá muối. Natri Chloro Stack. Cute Fant. Ok, Reverse Holo. And Jump Bluff. Đây là lá cuối ở trong pack, sẽ luôn luôn được bảo đảm là một lá Holo Rare như vậy trở lên nha. Rồi, bây giờ sẽ là cái lá kế cuối nè. Cái lá kế cuối nhưng mà mình đã cố tình mình bỏ ra đằng sau cùng rồi, bởi vì cái vị trí đó, một, nó sẽ là Reverse Holo, nó giống như cái lá này thôi, bình thường, hoặc là sẽ có cơ hội để được những cái lá đỉnh cao nhất của một cái pack booster mà các bạn có thể mở ra. First pack, có magic hay không? 3, 2, 1, 8. Ok. Trông cũng đẹp đấy các bạn nha. Cũng đẹp, artwork đẹp, thích cái kiểu này. Cái ombre của cái màu vàng hệ xét nè. Trên này nó hơi đậm đậm xí, nó chuyển xuống. Đấy, lấp lánh ha. Cơ mà nó cũng bình thường thôi. First pack, bình thường. Pack tiếp theo. Alright, code này mình xin phép được giữ lại nhé. Phát ra đằng sau. And chúng ta có Fire, lửa đi. Không phải lửa. Grass, Great Ball, Hoppip, Makuhita, Pinkerchin, Mousehole, Set Titan. Oh, tiến hóa từ cái em Setoro nè.
Em này cũng là Pokemon Gen 9 nha các bạn ơi. Corviknight, Tropius, and Spiritomb. Đã này cũng có khá nhiều rồi. Part thứ 2, Yup, Dano. Coi nào, được một hit mở hàng đi, rồi chúng ta nói chuyện tiếp chứ. Thôi, gọi là một hit mở đầu câu chuyện nè. Let's go, giveaway. À, đằng sau. Có nhiều bạn sẽ hỏi là, tại sao mình không lấy đúng hai cái lá cuối ra để mà mình mở thôi, cho đỡ mất thời gian. Well, nếu như các bạn chơi bình thường đúng không, mình tự mở một mình ở nhà hoặc là với bạn bè với nhau, yes, mình có thể làm hoàn toàn làm như vậy. Ui, lá Raichu này cũng đẹp nè, tuy là Reverse Holo thôi. Mình đã có một phiên bản lá hiếm của em này rồi nhá. Đây là phiên bản bình thường, Reverse Holo, cũng rất là đẹp. Mình có thể mở hoàn toàn là bình thường. Trời ơi, chưa kịp nói hết cái câu chuyện. Tiên Lưu EX Full Art. Wow, đẹp á. Đẹp. Cho các bạn xem close up em nó một tí. Wow. Cái background này đẹp nha. Cái viền ống ánh xanh lá này đẹp nè. Trời ơi. Ôi, cái này có vẻ như mới nha, tại vì hồi trước á, cái viền lấp lánh này nó chỉ có màu bạc thôi, nhưng mà bây giờ wow, có những cái màu khác luôn. Em này có một ability là Curse Land, Chill Land Scoop, điều 150 dam. Yeah, được đó các bạn ơi. Nhưng mà chúng ta vẫn còn một cái hit ở đằng sau nữa. Double hit. No. Luminous Energies. Ok, không sao. Một pack có hit vậy là ok rồi. Đấy, nó phải là như thế. Vừa mới nói gọi là cái gì, chén trà mở đầu câu chuyện. Em này nó bưng hẳn ra nguyên một cái lu để mà uống trà luôn nha. Tinh lu EX. There you go. À không, mình sẽ cho em nó vô thêm cái top loader nữa. Ê. Hồi nãy mình nói tới đâu rồi ta? Ok, mở ra hết chứ. Quên đang nói cái gì luôn rồi. Thôi cứ mở tiếp đi nha. Tới lúc nào mình nhớ ra mình sẽ nói tiếp. Code giveaway. Đằng sau. À rồi. Nói tới cái vụ là tại sao mà mình không... Đây, ví dụ như lấy cái lá này lật thẳng ra luôn đúng không? Mình làm content các bạn ạ. Nếu như mà cứ lật thẳng ra như vậy, thứ nhất là chúng ta sẽ không thấy được những cái artwork của những cái thẻ thường. Có một số lá cũng rất là đẹp và nhiều khi rất là hữu dụng, nằm trong meta luôn để mà đấu một cái ván bài Pokemon TCG thật ấy. Thứ hai thì đó là một pack này, nếu như các bạn chưa biết, hàng chính hãng ha, đang có giá chính thức ở nước ngoài là $4.50 cộng thuế. Nếu như mà về ở Việt Nam thì một pack này nó cũng sẽ đang được bán dao động ở mức là 150 cho tới 190 ngàn, tùy theo cái nguồn mà các bạn mua. Thì yes, cũng thuộc dạng là một cái content khá là tốn kém đấy, cho nên là chúng ta mở từ từ, chill thôi các bạn ạ, để mà có cái để hồi hộp chứ. Mimikyu, ok, Holo Rare, and kéo hụt là thấy nghi rồi. Rồi ngoài ra thì một số những cái bonus, vì lý do vì sao mà mình kéo từ từ ra, đó là để mình làm quen với tất cả những em Pokemon mới, rồi thuộc tên mấy em nè ha, các thứ. Hệ sét nè, electric, bụp, nope, hệ nước. Tính cho tới thời điểm hiện nay á, danh sách Pokédex của Pokemon đã lên vượt quá con số 1000 rồi các bạn ạ. Yeah, 1000 cái tên của những em Pokemon để mà các bạn có thể biết. Thì trừ khi các bạn đã tiếp xúc với lại trào lưu Pokemon TCG này nhiều năm rồi thì chúng ta mới biết và nhớ tới tên được. Còn không thì không thể nào ngồi xuống một lần mà biết hết được các bạn ạ. Ok, pack tiếp theo, pack này mình sẽ giveaway chứ ha. Ok, yep. Đã, lên. Và chúng ta có electric đi nè. Fire, Jigglypuff, Girafarig, Tropius, Great Ball, Toxic Croak, Oranguru, một con tinh tinh, Electrode, Mastiff, Vit, Hariyama. Cái này đẹp ấy. Pokemon Sumo nè ha. Đang chụp cái tay ra một cái. Thì uống. And Calamitous Wasteland. Một vùng đất bỏ hoang. Không có hit. Phát tiếp theo với artwork của Chen Pao. Bánh bao chiên. Nếu mà nói về không bỏ qua yếu tố waifu nha, thì cái em Chen Pao này nó sẽ là em Pokemon đỉnh cao nhất của series này nha các bạn ơi. Hy vọng là chúng ta sẽ mở ra được artwork của em nó luôn. Ý là phiên bản alternate art đấy. Hà nước nè, water. Water, không có.
Màu tím này là Psychic, mình gọi là tâm linh. Magikarp, ê, hình như là trong series này cũng có cái lá của Magikarp khá đẹp nhỉ? Hay là của cái series 151 ta? Không nhớ nữa, tại mình thấy đâu đó trên mạng các bạn post. Snover, oh, Paldean, Clock Size EX. Ok, em này nó tiến hóa từ Paldean Whopper nha. Cái phiên bản bình thường, trong những cái vùng bình thường của em nó thì nó sẽ có màu xanh. Nhưng mà ở vùng đất Paldean thì em nó màu xám đen và tiến hóa lên, nó có hệ độc. Em này nó cũng nằm ở trong đội hình 6 em Pokemon mà mình dùng ở trong game Violet đó. Alright, có double không? Yo, oh my, let's go! Yes sir! Spigratito rồi, Spigratito. Hay nói các bạn rồi, liễu lưỡi luôn. Vâng thưa các bạn, đây là em mèo hệ cỏ starter của Gen 9. Một sao vàng, độ hiếm Illustration Rare. Wow, như là một cái vườn hoa luôn. Bạn nào mà yêu thích cây cỏ thiên nhiên ha, thì em mèo này chính là Pokemon dành cho các bạn đây. Cụ thể là cái lá này luôn. Quá đẹp. Cái viền nó có hơi lệch một chút xíu nha. Bên đây viền nó hơi mỏng, bên đây hơi dày nè. Trên dưới thì có vẻ ok. Và nha, mình cũng không có quá quan trọng lắm đâu. Yeah, your sleeve. There we go. Wow, double hit thành công. Em mèo này sẽ cho vô top loader. Nó phải là như thế các bạn ạ. Yeah, mọi thứ nó sẽ suôn sẻ như thế. Chúng ta sẽ có những cái hit nhẹ nhẹ đầu game, đúng không? Leo lên dần 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 lên. Mình cũng không có ước mơ gì nhiều đâu, chỉ cần trong top 10 được rồi nha. 10 thẻ trong top 10 được rồi. Scrudo, Covid Squire, Jet Energy. Này giống như chai Yakun ấy. Dunsparce, Garner Arc. Ôi, ê quay, mình không để ý là em này có thể tiến hóa lên thành người khổng lồ đá muối luôn hả? Phiên bản Hollow luôn nè. Ngon ấy. Faulkner. Tiếp luôn. Mascarada. Artwork. Giveaway. Nước nào? Không nước. Paldean Whopper. Noibat. Combi. Glamet. Heracross. Kilowattro, Azumarill, Valoza. What? Slowking EX. Nhưng mà phiên bản Terrastalize các bạn ơi. Đây nó có cái chữ Terra ở đây và nó có vân nha các bạn. Yeah. Oh gosh. Nếu như mình không lầm á thì cứ một series của Scarlet and Violet sẽ có 4 lá với 2 cặp Pokemon được feature với cái phiên bản tinh thể hóa này của mình. Rồi mọi chỉ số này nói chung là nó mạnh hơn đó, bạn nào chơi game sẽ biết. Thì so sánh với một cái lá EX bình thường nè, đã là EX thì nó chỉ lấp lánh xéo. Nhưng mà cái lá này các bạn sẽ thấy là zoom gần vô nó sẽ có cái đường vân. Mình sờ tay vô mình sẽ cảm nhận được cái độ nhám. Rồi cách nhận biết dễ nhất thì nó có cái chữ Terra ở đây. Chắc chắn là sẽ còn một cái phiên bản nữa của em Slowking EX này, nhưng mà ở dạng Full Art. Đó, một series sẽ có 2 em Pokemon, nó sẽ được như vậy. Tổng cộng là 4 lá ha. Yep. Mareo. Tiếp nào. Pack này giveaway. Riết là mình không còn nhớ nữa các bạn ạ. Cái nào giveaway, cái nào giữ lại nữa. Chưa kịp đoán thì ra nước. Nước gì đây? Nước mát, nước mưa hay là nước thánh? Thì chắc nước mưa quá, dạo này trời mưa quá các bạn ơi. Oh, boss order holo rare. Ok, lần này cũng được, mình sẽ để vô deck. Yep, got the tar. Tiếp luôn nha, mình sẽ tăng tốc một chút xíu, chúng ta còn khá đó. Này mình giữ lại. Ok. And fire, metal, Rockruff, Pommy, Lavitar, Sandygast, Surviper, Pyroar, Luxio, Lavitar. Ui, mình thấy cái gì lấp lánh. À không, nó chỉ là cái viền thôi. Cái viền của một lá holo rare bình thường. Và đằng sau, oh, Tadamouse. Tiếp luôn, số tới luôn, không dừng lại. À, cái này giveaway. Hedgehog nè. Wow. Wow. Rất khi ít khi mà mình đoán Hedgehog nha. Mà một khi á mà đã đoán trúng thì chắc chắn sẽ phải có hit. Được chưa? Lúc từ từ, lúc nào nó cũng sẽ là như vậy. Nếu như không có hit thì wow, thì mình sẽ không bao giờ
đáng tầm bậy tầm bạ nữa nha. Đúng không? Chứ có thôi chứ sao giờ các bạn phải bỏ tiếp chứ không lẽ không có nghỉ game. Nhưng mà nào có xem mình ở trên kênh livestream á thì các bạn sẽ biết mình cũng hay tạo ra những cái tình huống các bạn ạ. Bởi vì mình mở live reaction nó thì mình phải có những cái kịch bản, mình cứ quăng đại đi được chưa? Đó, mình đây, thẻ lửa. Mình quăng đại đi thì biết đâu nếu như mà nó ra hit đúng không? Thì coi như là mình mạnh miệng cắt thành một cái đoạn video ngắn thì nó chuẩn chỉnh đúng không? Đấy, còn không ra thì thôi. Mình giếm luôn. Let's ray. Flash Linder. Ôi, hello các bạn, mình đã trở lại đây. Và có thể trong video các bạn không thấy mình đi đâu hết, nhưng mà thật ra là mình đã vừa mới đi ăn cơm đó các bạn nha. Mở được gần nửa pack kia, đói bụng. Thôi tới giờ cơm là đi ăn cơm. Hy vọng là bữa cơm ngon tuyệt của mèo vừa rồi Lily vừa nấu cho mình sẽ buff lắc mạnh mẽ hơn nữa cho những pack còn lại. Let's go nào. Cái này rồi, lại quên mất tiêu là tới giveaway hay là giữ lại rồi. Thôi, giveaway đi. Ok. Một lá ra đằng sau, lá kế cuối, ra cuối và chúng ta có hệ fighting. Wow, thật là chính xác luôn. Frigibex Tademos, Spirit Gatito, Spirit Gatito. Magnemite, Vespi Queen, Ice Cube, Iono. Em ơi, mấy cái phiên bản thường này em ra rồi, ra mấy phiên bản full art alternate art đi. Let's go. Pacimian. Trời ơi. Coi cái tướng ngồi kìa. Gác một chân lên đó chứ. Thiệt sự. Cái gì đây, cái gì đây? Mascarada EX. Ok, đây là lá EX thường thứ 2 nãy chúng ta có được. Trước đó là một lá Full Art của Ting Lu. Rồi Slow King EX, Terra ha. Cũng được các bạn, lá này giờ chưa có nha. Và đằng sau, Artifex. Let's go. Fun fact cho bạn nào chưa biết, đó là khi mà một box 36 nguyên siêu như thế này thì chắc chắn cái việc mà chúng ta mở ra được một số lượng hit nhất định là bảo đảm rồi các bạn. Thậm chí cao cho tới full art, ok, một lá go hoặc là một lá hyper rare xịn sò. Nói chung là tỷ lệ khá cao. Tuy nhiên không phải là tuyệt đối 100% vẫn có box là sẽ không có những cái lá hyper rare. Ê, mình vừa làm gì nhỉ? Hình như mình làm sai rồi. Cái này đằng trước, cái này đằng sau mới đúng. Rồi, chưa kể là tới cái việc sẽ ra cái lá mà mình mong muốn hay không nữa nha. Đấy. Furry Giraffe, Swellers, Spidops, Railor. Ê, cái em này mình chưa thấy bao giờ luôn các bạn ạ. Chơi game rồi, mở ra cũng bao nhiêu pack rồi mà chưa thấy em này bao giờ luôn. Cái tên nghe cũng lạ quá. Railor, hình như là một cái con một cái nó gọi là cái con Dung Beetle á, cái con bò mà nó lăn cái cục phân trộn đất về xong nó làm tổ đó. Yeah. Wigglytuff and Yellow Trachodet. Trời ơi, kêu vậy. Tiếp theo, lá cốt này mình sẽ giữ lại. And nước đi, nước nha. Electric, Nausea, Nimble, Zinx, Rookie D, Now Stack. Cái gì đây cái tên? Calamitous Snowy Mountain. Corvus Squire, Tarantular, Abomas Snow, and Tarantular. Thiệt chứ? Cái dạng basic của em này nó có hai cái artwork lận và hai cái thể loại chiêu nó khác nhau luôn chứ. Cái việc này có thể dễ hiểu ở trong hai cái series khác nhau nha, nhưng mà cái này nó cùng tồn tại trong một series à. Quá là nhiều cách để mà hãng Pokemon có thể gọi là sao ta các bạn? Milk money từ chúng ta đó. cái này kia vừa quay nhé. Alright. Metal. Wow, tuyệt vời. Quá là tuyệt vời, lúc nào cũng bị lag hết. Rookie D, Magnemite, Pyroar, Floragato. Floragato, các bạn thấy không? Ở dạng basic á, là Spragatito. Tiến hóa lên một cấp, Floragato. Tiến hóa lên thành cái nữa, Mel's Mascarada. Chase, Krogunk, Rapscar. Ôi dồi, nó là cái ông bọ lăn cục đất hồi nãy đó các bạn ơi, Rellor đó. Tiến hóa lên, cái nó lăn cái cục gì luôn nè. Ơ kìa, để mình coi cấp cuối chắc nó lăn tới cái cục năng lượng to đùng luôn á. Ui, Fiukoko, ok. Best starter, hệ lửa của mình đi rồi. Psychic, Fighting, Tarantular, Clavel, Dunsparce, Pinnacle, Luminous Energy, Bombardier, Flamingo, Voltorb, Weavile,
Ây dồi. Tank. Tiếp nha. Mình sẽ tiếp tục đẩy nhanh tốc độ một tí. Fukuoka, Amazon. Wow, ngầu nha. Paldean Taurus, cái Hàn Quốc này ngầu nè. Bình thường thì em này nó sẽ kiểu đen thui, nhưng mà ở đây nó lại được add thêm những cái phần hiệu ứng dung nham này nọ nữa. Đã vậy. Practice Studio. Lá này lần đầu tiên thấy ta ơi. Một cái phòng gym để luyện tập. Now see. And oh, supplies. YOLO. Speed ups. Chúng ta còn khoảng 15 pack ha. Để xem coi đỉnh cao là gì, có gì bùng nổ trong tập này hay không. Một lá gold, một lá hyper rare. Hy vọng là sẽ có đi, chứ đừng có luôn hyper rare thì buồn lắm nha. Có trường hợp là một box 36 sẽ không có lá hyper rare nha các bạn. Hoàn toàn có Excalibur. Ồ, mình có cái lá này mà illustration rare một sao vàng rồi nè. Đẹp lắm, để bữa nào khoe lại cho các bạn nhé. Anna. Now see, come on man. Chỉ mới có 5 hit thôi nha, mà 5 hit nhẹ hèo luôn. Man, không thể nào mà kiểu như vậy được. Có một cái gì đó bùng nổ đi. Delivery drone. Railor, ok. Mimikyu. Oi. Let's go. Nó phải là như thế nha. Nó phải là như thế các bạn ạ. Wow, được, mình kết lá này nha. Đây là lá Boss Orders. Một trong những lá bài Pokemon được ưa chuộng sử dụng nhất, dùng để kiểu thi đấu. Bởi vì cái chức năng của nó mang tính chất thập kỷ bánh xe đối thủ. Đổi một em Pokemon của đối thủ đang ở cái dãy chờ, cái bench, lên vị trí của cái em Pokemon đang active. Kiểu ví dụ như đối thủ đang thủ cứng quá, mình không thể nào mà mình đánh bại được cái con Pokemon active á. Mà mình chỉ cần một hai điểm nữa để mình chiến thắng các bạn không? Thì mình me tới cái lượt của mình, mình sẽ đổi con Pokemon yếu của đối thủ lên. Đánh một phát một, chết con đó là mình được ăn một điểm. Nhiều khi là kết thúc ván đấu luôn. Đấy, thì cái lá này nó khá là mạnh. Và một cái fun fact thì nó cùng chung một cái chức năng như vậy, nhưng mà nó tồn tại qua nhiều series với nhiều cái artwork khác nhau. Trước khi Scarlet and Violet á, chúng ta sẽ có những cái artwork của Giovanni. À, Giovanni là ông chùm mà, Boss Orders. Mà từ đây thì bắt đầu nó đổi rồi các bạn ơi. Đổi artwork thành nhân vật này rồi. Ông này là ai thì mình cũng chưa rành nữa, tại mình không có theo dõi cái series animation. Mình cũng chưa có check giá luôn, nhưng mà sẽ để ở đây sau khi edit. Ok. Được, nói chung là tấm đó cũng được nha. Wow. Không phải là tốt nhất có thể, vẫn còn có thể tốt hơn, vẫn còn có thể xịn hơn, hoàn toàn luôn. Lý do chính đáng. Psychic, Tropius, Great Ball, Hoppip, Makuhita, Honchkrow, Wasteland, Prime Ape, Crocolo. Cái gì đây? Bally Bolt EX. Ok, mình sẽ lấy lá này. Được được. Một em ếch bụng bóng đèn điện các bạn ạ. Tiến hóa từ một con nồng nọc bóng đèn điện. Ok, cái concept nó là như vậy. Được đấy. Oh my gosh, it's so cute. Mouse hole. Nguyên một gia đình chuột trắng luôn. Là trời. Cái lá này mình không nghĩ là sẽ nhớ ra được. Mình không nghĩ là nó có luôn á chứ. Dễ thương vậy. So cute. Fun fact thì đây là một cái thể loại Pokemon nó đi theo cặp nha các bạn ơi. Đây, cái thể basic của nó là Tendermoss nè. Nó sẽ có hai con Pokemon ha. Gia đình hai vợ chồng chuột mới cưới đó. Sau khi tiến hóa lên một cấp thì sẽ thành gia đình của bố mẹ, rồi có thêm một đứa con. Yeah, rất là đẹp. Ok, đây chỉ là một lá illustration rare thôi. Nó không có vân, nhưng mà lấp lánh, các thứ rất đẹp luôn. Wow. Bắt đầu từ series Scarlet and Violet hả các bạn, thì những cái artwork mà nó gọi là illustration rare như thế này á, nó bắt đầu nó rất là nhiều và cực kỳ đẹp luôn. Bởi vì cái nguồn cung của nó thì nó cũng tương đối là nhiều, cho nên là cái giá của nó sẽ không có cái lá nào đặc biệt nó quá là bùng nổ đột phá lên tới 200-400 đô gì cả. Nhưng cái giá trung bình của một lá bất kỳ nó cũng rất là ổn, có thể dao động từ 10 cho tới 20 mấy đô, 30 mấy đô, dễ dàng luôn á. Cái này mình cho thêm một cái top loader ha. Và đó là một pack double hit. Nice. Lá này mình sẽ give away. Cool. And grass. Pommy. Lavitar. Sandygast. Tarantula. Didn't spark. Bé sau 3 khúc này cuối cùng nó cũng tiến hóa được. Passimian. Corviknight. Swellus. Cerulege. Ok, tiến hóa từ em Chacadet nè. Rapscar. Okay. Tiếp luôn các bạn ơi, tiếp luôn. Còn đó, chắc chắn là sẽ còn. Cái này mình giữ chứ. Chúng ta có
Nước. Water. Psychic. Really? Oreo. Mankey. Delibird. Super Rod. Audion Taurus. Skiploom. Dendra. Magikarp. Glamora. Yo. Oh my gosh. Giacomo. Wow. Ông này là... Ông này không phải là gym leader. Ông này hình như là leader... Hình như là chùm của một cái team star các bạn, là team ngôi sao. Yeah, nhớ rồi. Ok, đúng rồi đó. Giacomo. Cái lá này nó sẽ có chức năng là discard a special energy from each of your opponent's Pokemon. Hủy bỏ một cái thẻ năng lượng đặc biệt ở mỗi con Pokemon của đối thủ. Ok. Ability cũng tương đối. Ok, rồi lá full art. Có vân. Cái Hàn Quốc mình không phải là fan của cái Hàn Quốc này lắm nha. Tại theo mình cái bố cục nó hơi không được đẹp lắm á. Không biết nữa. Có thôi, nhưng mà thôi, có một lần cũng ok. Đừng có bị trùng mà được rồi. Man, cố gắng thêm một chút xíu nữa nào. Một chút xíu nữa thôi. Tốt hơn như vậy một chút xíu nữa nha. Chúng ta chưa thấy hai sao vàng trở lên luôn á. Cái Ultra Rare hay cái gì đó. I don't know. Spidops, Simeon, Bramlin, Hariyama, Abomasnow. Snow. Các bạn ơi, bạn nào quên nãy giờ chưa bấm like, comment gì không? Sao sắp mặt vậy? Có điểm vậy? À, chắc là phải cúi chào trước cái lá này chăng? Đúng không? Thôi mình cứ để vậy đi nha. Mở xong cái lá này mình dựng lên lại. Ok, Basic Energy, Chugadet, Murkrow, Misdreavus, Sneasel, Sylveon, Tauros, Lucio, Snowy Mountain, Palmot. Ok, Holo Rare đây rồi. Lá. Ê. Oh, come on. Không được nữa hả? Chúng ta còn chưa tới 10 phát nữa. Xét nào. Ôi. Cái bản này hay nào. Được nào. Rút ra một hit làm cái số luôn. Đáng trúng hệ ha. Trúng hệ ra hit. Trúng hệ ra hit. Trúng. Cái gì vậy? Cái này là cái gì vậy? Rockets. Bây giờ nó ra thêm một lá. À không, không thế nào. Bây giờ nó ra thêm một lá kiểu, I don't know, cái độ hiếm trên nữa đi. Của em này luôn đi. Lâu lâu cũng hay có cái vụ này nha các bạn ơi. Cùng một em. Rồi có nó có kiểu, nó holo khác nhau. Em này là holo rare nè. Nó, ống ánh nó bên trong cái khung. Em này là ống ánh nó bên... cái viện bên ngoài ấy khung nha. À. Yeah. That's cute. Chúng ta còn chính xác là 2, 4, 6, 8. Vào 9 pack nữa. Liệu rằng có được dịp thấy một lá Hyper Rare xuất hiện hay không? Nếu như có điểm tin, các bạn hãy comment ở bên dưới nào. Nước rồi. Girafarig, Great Ball, Rowler, Quaxly, Reversal Energy. Trời ơi, năng lượng energy gì đâu mà nó lấp lánh ánh sao luôn á. Therapeutic Energy luôn, thêm một lá Special Energy nữa. Choice Belt, một cái nịt đen. Now Stack, Tyranitar, and Flamingo. Flamingo. Giveaway. Fighting. Litleo. Rockruff. Palmy. Larvitar. Superior Energy Retrieval. Sudowoodo. Pelipper. Sagaro. And... Oh! Alright, alright. Chúng ta có một lá Full Art của Paldean Clawside EX. Vâng thưa các bạn. Đây. Nó là em này. Phân phát cho những bạn nào chưa biết thì hai lá này về cơ bản nó là một đó. Kiểu là khi mà mang vô trận đấu, các bạn mang hai lá này vô, người ta sẽ tính là hai lá và maximum các bạn sẽ mang được là bốn lá nha. Cái khác ở đây đó là nó khác ở cái độ hiếm và cái cách mà nó thể hiện cái artwork. Cái này gọi là một cái lá EX bình thường. Đây là một lá EX full art. Hình vẽ thiết kế nó sẽ khác hơn ha. Và các bạn để ý thì nó sẽ có vân, rồi nó có cái viền nè. Đấy. Và chiêu thức, rồi số liệu, tên, tuổi này nọ là nó y chang nha. Ok, mấy cái này hay double hit lắm nè. Vô. Let's go. Không, không phải pack này. Thôi thì cũng gọi là hit. Tiếp nào. Những pack cuối cùng, bạn ơi. Còn bao nhiêu cách thức
để bóp lắc cho video này. Các bạn làm hết đi. Basic Energy, Tinkerting, Pinkerchin, Makuhita, Margie Carp, Palmol, Tinkatuff, Bravery Charm, Gusha, Cerulege, and Bramlam. 2, 4. Pack thứ 6, gần cuối, Magic. Nước. Đây rồi. Ok, please, come on. Nãy giờ bao nhiêu cái kịch bản fail rồi. Cho một cái kịch bản ngon nào. Got Thetala, Wingo, Tinkatong, and mischievous. Quê rồi. Không thèm đáng hạ nữa các bạn ạ. Không thèm đáng hạ nữa nha. Bây giờ tới phiên các bạn đoán đi. Các bạn đoán đi, các bạn đoán như mình đi. Bạn nào đang coi mà kiểu không skip á, các bạn đoán nha. Rồi, đoán đi các bạn. Comment ở bên dưới nào. Let's go. Pack thứ 5 gần kế cuối. Hệ gì? Xong chưa? Ready? Không đoán trong đầu cũng được. 3, 2. Ok, set. Các bạn nào đoán đúng không? Đúng, comment bên dưới nào. Mario, Wingo, Pinnacle, Marble Stiff, Pupitar, Flamigo, Choice Belt. Ôi trời ơi. Đây rồi, em nó xuất hiện rồi. Ôi trời ơi. Chien Pao EX. Ok, bánh bao chiên EX xuất hiện rồi. Nhưng ở dạng EX bình thường nha. Bây giờ kéo ra một phát Full Art hoặc là Alternate Art luôn đi nha. 1, 2. Cái con mèo này đen con báo tuyết mà lại ra con mèo. Thực sự rất là chất quốc luôn. Đây là một con mình không chắc là con mèo hay con báo nha các bạn, nhưng mà trông nó giống như con báo hơn. Con báo, báo nanh kiếm hệ băng. Nhưng mà thẻ Pokemon TCG thì nó không có hệ năng lượng băng, cho nên là nó sẽ gom vô chung với lại năng lượng nước. Cái năng lượng mà các bạn thấy ở trên góc này nè, nó không có tượng trưng cho cái hệ của cái con Pokemon nha, mà nó chỉ là cái hệ thống năng lượng để mà phục vụ cho một cái ván đấu game thôi. Tổng cộng thì trong thế giới của Pokemon có là 18 hệ nước, lửa, rồi ma, độc, rồi này nọ các thứ vân 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 vân, 18 ha. Nhưng mà với thế giới của Pokemon TCG mang hết 18 hệ vô, không có cái luật nào nó chịu nổi các bạn ạ. Cho nên nhà sản xuất đã rút gọn xuống lúc trước á nha, là 11 hệ, nhưng mà trong khoảng 3-4 năm đổ lại đây thì đã rút gọn hơn nữa, chỉ còn có 8 hệ thôi nếu mà mình nhớ không lầm. Basic Energy. Lúc trước là chúng ta sẽ có mở ra những cái lá năng lượng này nè, hệ tiên nè, hệ rồng nè. Ok, đang nói giữa chừng cái thẻ nhớ nó bị ngưng các bạn ơi. Rồi, ok, ta tiếp nha. Giacomo, Talonflame, Luxray, Lorcix. Em này bao nhiêu lần rồi? And Slakoth. Alright, 3 pack cuối cùng nào. Chúng ta đã đến hồi kết rồi. Mình đang liếc sơ qua thành quả của tập ngày hôm nay thì cảm thấy nói chung là cũng thật ra thấy ok nhưng mà chưa có hài lòng nha các bạn. Cần thêm một cái cú hích cuối cùng, một cái vụ bùng nổ nữa. Oh my god, Gyarados. Lá này mình có rồi, mình mở trên live rồi, rất là đẹp ha. Holo Rare artwork của Gyarados 3D, thích kiểu vậy. Cần một cái cú hích nữa các bạn ạ. 3, 2. Come on, đâu có cần cái cục charm này đâu. Pack kế cuối, Magic. Có nào? Gần lắm rồi. Quaxly, Chocodet, Rallow, Tadbob, Heracross, Azumarill, Vespiquen, Pyroar, Slaking, and cái trời, Glamora. Ngưng nhạc và sẽ không cắt nữa nha các bạn. Bởi vì đây là phút giây chúng ta tiến đến Last Pack Magic. Lần trước hình như là cái tập 36 pack vừa rồi, lần cuối cùng mà mình post á, Last Pack Magic đúng nghĩa là có hiệu nghiệm nha. Không biết tập này như thế nào đây. Ok không các bạn? Hồi hộp quá. Cho một cái kịch bản tuyệt vời Last Pack Magic nơi nào. Là cuối nè. Cái cuối lên đây. And chúng ta sẽ có. Đây rồi. Wow. Không còn gì có thể perfect hơn nữa. Với một lá năng lượng hệ tâm linh. Love Disc, Snover, Fletchling,
Voltorb, Palossand, Garthitelle, Raichu, Clavel. What the? Cái nani? Ủa? Cái gì vậy? No way. Cái vụ này nha các bạn, cái vụ này nha, bắt đầu là mình thấy không được rồi đó. Từ trước tới giờ, trước khi mà Scarlet and Violet bắt đầu, trong 4 năm mình mở thẻ luôn, chưa bao giờ có cái trường hợp là mình mở một pop một cái booster pack 36 như thế này mà bị trùng 2 hit. Ok, bị trùng 2 lá holo rare, ok, không sao hết vấn đề đó. Nhưng mà cái này gọi là 2 hit trùng nè, 2 hit trùng mà bị trùng nha, thì hình như theo mình nhớ là không có. Nhưng mà kể từ khi Scarlet and Violet mình đã bị, đây là lần thứ 2, lần thứ 3 rồi nha. Có trùng EX thường, bây giờ trùng qua luôn tới full rồi. Sao không trùng 2 lá go hay là gì đó trong một hộp cho nhờ ha. Oh my gosh, không tin được ấy. Đền đi, đền bù lại cho lá cuối nè. Đây rồi. Ok, cũng được. Ừ, thôi, nói chung là mình chấp nhận các bạn à. Chấp nhận lời xin lỗi này. Godothita, Godthorita. Một lá illustration rare, một sao vàng của bé này. Dậy đi. Nhưng mà coi cái viền, chán đời không có chứ. Nè, hai bên nè. Alright các bạn ơi, và đây là tất cả những gì mình có cho các bạn ở trong tập này. Với 36 booster packs Scarlet and Violet Paldia Evolved, các bạn nghĩ như thế nào về thành quả của ngày hôm nay? Riêng bản thân mình thì về cái độ thỏa mãn từ thang 1 tới 10 á, mình đang ở đâu đó khoảng 7 điểm nha. Kiểu mình cần một cái lá gì đó nó mang tính chất bùng nổ hơn một chút xíu, không cần phải là lá top 5, top 5, maybe chỉ cần một lá gold ngẫu nhiên thôi, hoặc là một lá 3 sao vàng không có được ưa chuộng cũng được, là lên 8 điểm liền. Còn rớt vô alternate art của Chin Pao hay là Ting Lu, ok, 9 điểm nha. Yeah, nhưng mà không sao, các bạn yên tâm đi, mình còn hàng các bạn ạ. Paldia Evo mình vẫn còn nha, cho nên là các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho series này để những tập tiếp theo được ra mắt sớm hơn. Còn bây giờ thì như thường lệ, nếu như đã thích video này thì các bạn hãy cho anh Katay một like, hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên bấm nút subscribe để đừng bỏ lỡ bất kỳ một tập nào của Toy Station. Anh Katay sẽ trở lại trong những video thú vị kỳ sau về đồ chơi nữa. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt, bye bye.